Rồi, chào cả nhà. Hôm nay mấy chú cháu mấy anh em cũng có xuống nhà của ông anh Năm anh Bờ. Để giờ trước tiên mình xuống thì mình cá đấu thì mình chiên. Với cá kèo thì mình kho ăn cơm. Cá kèo thiên nhiên này thì cái thịt của nó chắc thịt hơn. Đặc biệt là con cá kèo thiên nhiên mình rộng mình không cần để oxy. Còn cá kèo nuôi là phải để oxy, thôi nó chết. Nó trồng đã. Đầu này thì ở đây bán là 100 ngàn một ký nha cả nhà. Ngon ha. Ừ. Nếu như vậy là mình rộng từ đây tới sáng nó sống không bà? Sống. Dạ. Nó sống 2-3 ngày luôn. Dạ. Anh Hoàng sẽ lựa ra một món cá kèo để mình kho mắm nha cả nhà. Tại nhiều quá thì ăn không hết. Lấy cái gỗ xúc hết. Gỗ nhỏ nhỏ. Nó có không có tâm rồi. Ở trên mình dễ gì kiếm được cái này hết rồi. Học dễ. Nó mạnh, cá thiên nhiên mạnh. Dạ. Miếng nó đi ha. Dạ. Chị Năm sẽ đập đá như nhà cả nhà để cho nó bất tỉnh cho mình mới nấu được. Con cá kèo này thì mình không có làm gì hết, mình để như mình nấu luôn. Chỉ cần rửa sạch thôi. Trời, chưa mới lập cái đó. Cả nhà đang thấy thì chú Hai đang cắt thịt ba gọi để mình kho mắm. Còn bên đây là anh Đen, anh Bờ, chú Năm đang lặt dao. Ngày hôm nay ăn mắm thì mình có là cái cộng năng bợp, rồi dao đắng, bông súng. Trước giờ là con chưa ăn cộng này luôn nè chú Hai. Ngon quá, ngon quá. Ăn đó còn ăn mắm, còn làm lẩu mắm. Ngon. Nó bị khác, nó với hẹ. Dạ. Ở trên mình thì không thấy bán cái cộng năng bợp. Không, không có nên ăn bợp. Cái này cái nước nhiều lắm. Dạ. Họ đi cái sống nước mặn hay gì? Đâu, nước ngọt, cái nước ngọt mà. Làm mà tránh có. Hồi đó giờ mới biết cái này luôn. Ở đây nước mặn này, cái kiếm này sao ra? Cái này mình tước ra thì cũng dễ nha cả nhà. Mình chỉ cần cắt cái đầu nó một cái. Bắt đầu là mình gọc một đường dài suốt. Giống như anh Đen đó. Bây giờ chú Năm sẽ lựa cái phần non ra. Mình chỉ giữ lại cái phần non thôi, phần già thì mình sẽ bỏ. Dạ, nó ăn cái tao với nhắc sao ăn. Dạ. Nãy giờ mà mấy nhỏ ở cả nước mà lột cái này khách đi mất tiêu luôn. À, họ lột nhanh lắm. Dạ. Lột lẹ lắm. Này đưa cho mấy bác cháu mình lột cái này thôi. Khách đi mất tiêu chứ ai mua. Cái loại này thì người ta bán 15.000 một ký hay một bó gì đó. Nửa cũng ký. Có loại lột rồi luôn, cũng có loại chưa lột. Nãy nào mua cái lột rồi đó. Dạ. Lột rồi mất công mình ngồi mình đợi nữa, cho nên là mình mua cái này luôn. Bây giờ người ta chưa lột phải không? Dạ. Ta lột nó đẹp hơn. Nhìn thoáng qua mình tưởng là cái cọng bùn bùn hay anh đi. Dạ. Hồi sáng thì mấy chú cháu mình xuất phát lúc 9 giờ sáng rồi cả nhà. Đi xuống tới đây thì 4 giờ chiều. Tới 4 giờ chiều mới tới. Dạ. Nãy giờ cũng không có xem đồng hồ nữa. Mấy giờ ăn anh? Sáng giờ là anh Bờ có đi biển chưa? Có đi biển mà làm cây. Dạ. Không có làm lúng. Làm cây là làm gì? Củi. À, làm củi ha. Vậy là hiện tại là biển động cho nên là mình không đi biển. Mình củi tiền chảy sống hàng ngày. Dạ, anh Bờ sẽ đi làm củi. Ngoài ra thì anh Bờ còn đóng đáy cá kèo nữa. Ở phía ngoài này thì cũng có một cái đáy này cả nhà. Ở ngoài kia, ngay chỗ cái cây đang cầm. Cái đáy đó thì ở dưới thì anh Bờ có để một cái tấm lưới. Tấm lưới đó gọi là tấm lưới mạnh ha. Anh Bờ sẽ đợi nước lớn rồi mình bắt đầu là mình dỡ hay sao? Mình đổ cái chui đục đó. Dạ. Đổ rồi vô thùng đó mình lượt lại. Dạ. Ngoài dính cá kèo ra là mình còn dính cá gì không Bờ? Cá kèo. Trước khi nấu mắm kho thì bây giờ chú Hai sẽ chiên cá đối. Dạ, chào thím Sáu. Dạ. Chú Sáu với thím Sáu thì cũng mới vừa tới nha cả nhà. Rồi hai ông bà đi bộ tới hay đi xe? Không chạy xe, sáu đi bộ. Dạ. Ủa sao kỳ vậy? Không dám ngồi hả? Tay lái cứng khờ không dám lên. Công nhận một điều là con cá đối nhìn rất là tươi ha, con mắt nó kìa. Này lột từ từ chứ, lột nhanh quá nó gãy chân không ngon. Dạch đại ra vậy nè. Cung đại ra vậy nó dễ hơn, cái dí dí con nữa. Dạ, dạ.
anh Hoàng soạn khổ qua với cà tím ra đi. Trước mắt cả nhà đang thấy thì chế Năm đang cầm một tô mắm. Mắm này hình như là mắm cá lù đù. Cá lù đù. Dạ. Mắm chua. Đây là chế làm tại nhà luôn ha. Làm tại nhà. Em nhớ là lần nào xuống là chế cũng làm mắm. Chế làm mắm. Cái loại này thì mình ăn sống được mà mình kho cũng được. Kho cũng được luôn. Thật ra cái con cá đối này mình kho mắm ăn vẫn ngon nha cả nhà. Nhưng mà tại hôm nay có cá kèo ngon hơn, cho nên là mình để cá đối mình chiên. Ăn hai cái loại cá này là trên mình là hầu như là không thấy hết chú ha. Đúng rồi, không có. Mình dễ gì có cá này. Mấy ngày nay do biển động rồi chú Sáu có chuyển qua làm gì khác không? Có, đi bắt ốc len rồi đi cưa cây mướn nữa. Dạ, yeah, bắt ốc len trong rừng ha. À, không được. Một ngày mình bắt tầm được nhiêu ký chú Sáu? Ngày người 4-5 ký. Dạ. Yeah. Một ký thì mình bán được tầm 100 ngàn không? Ký được 8 mấy, có lúc 90. Dạ. Yeah. Nó có lúc nó nhiều quá thì nó 80, 8 mấy, có lúc thì nó được 100 mấy cũng không chừng. Dạ. Yeah. Giá nó ổn, nó lên xuống. Tùy theo thời điểm ha. Rồi bây giờ bắt dễ hơn lúc trước nhiều không chứ sao? Nó cũng dễ. Dạ. Yeah. Tại vì mình bắt theo cái nước nó lên á. Dạ. Nước lên rồi mình đi bắt, nó leo lên cây không ạ, dễ bắt. Dạ. Còn mình đi làm củi là mình bắt ốc xong rồi nếu có thời gian rảnh là mình mới đi làm củi ha. Ờ. Làm củi thì cũng gần đây hả chú Sáu? Ờ, gần đây. Dạ. Chắc có lẽ là làm chung với anh Bờ hả? Ờ. Dạ. Mình ngồi ngoài đây tiếng máy chạy hơi ồn nha cả nhà, mong cả nhà thông cảm. Ở trên mình thì tiếng xe, ở đây là tiếng máy. Ở đây không nghe tiếng xe mà toàn là nghe tiếng máy của chiếc vỏ lãi chạy không à. Rồi anh Út mấy nay sao? Có đi bắt ốc với chú Sáu không? Ít đi lắm, đi đánh lú mà hôm nay biển động quá. Dạ. Chú Sáu đi làm củi, vậy rồi thím Sáu có đi chung không? Có, đi theo ổng nấu cơm. Đi theo ổng nấu cơm. Đi sáng không? Đi chiều về hay là mình có ở lại đó không? Ở lại luôn. Dạ. Đây qua đó sao không thím Sáu? Chạy chắc cũng cả nửa tiếng. Dạ. Rồi xong chiều về mà ở lại? Về thấy mưa gió cực khổ quá. Dạ. Đã lại trời luôn. Dạ. Ở bển là mình có một cái chòi để ở để nấu cơm ăn ha. Ừ, có cái chòi nấu cơm. Dạ. Ở bển ta làm đông không thím Sáu? 5 hộ. Dạ. Nếu như mà biển không có động thì mình đi biển thì cũng đỡ hơn đi làm nghề củi hơn. Đi biển thì nó khỏe hơn, mình làm củi, củi dạ. Nó nặng hơn. Mà giờ sóng gió quá rồi đi biển không được, đi làm củi. Dạ. Chú Sáu nói với con là ngoài ra còn đi bắt ốc len. Là một ngày trung bình khoảng chừng 3-4 ký. Nhưng mà đâu phải ngày nào cũng đi bắt ha. Ừ. Mưa nó không có ra đâu, tại nước ngập nè, nó mới đun cây chứ mưa nó đâu có ra đâu. Dạ. Nhớ lần đó là mình đi vô rừng mình bắt cái chú Sáu. Đợt đó cũng đâu có nhiều đâu. Dạ, nó không có lên á, nó khô quá, rừng nó khô rồi bắt nó khó bắt. Dạ. Còn thấy cái này là không giống cá chiên nữa rồi nha chú ơi. Chiên kiểu mới mà lâu lâu mình xuống đây mình chiên kiểu mới vậy. Lạ lạ, để anh học nghề mình sao. Anh Xui ơi, có nhìn cái chảo cá chiên chưa? Chảo này nó ấy quá. Mới. Chứ con cá nước mặn nó khác con cá nước ngọt. À. Khó chiên ha. À. Ông nhà có ông anh chả đỡ giùm chút cũng đỡ. Mình không biết là cá đối dưới này bán bao nhiêu một ký ạ? À? Cá này giá nó trung bình thì 50-60 trở lại à. Dạ. Trong thời gian chờ cơm chín thì bây giờ mọi người sẽ ăn đỡ một cái bánh ú nha cả nhà. Ai cũng đói bụng hết rồi. Chịu hết nổi rồi. Bánh này nãy mình mua ở chợ 5 căn, 30.000 một chục. 30.000 cái chứ nghĩ ăn luôn. Mua nhầm ta, mình vô đây bán 25 nè. Vậy hả? Ờ. À. Chắc nhầm mà. Tại nãy thấy đẹp trai bán thì mắc chút. Bánh gì bánh nếp lá tre, còn này bánh ú. Cái này chắc bánh nếp cho à. Ha, nếp than gì đó. Nếp gì ăn cho chống đói cũng đỡ. Ngon không đây? Nếp lá tre. Dạ ngon. Được ngọt. Được không chú nào? Chừa cái bao ngoài lại nha. Đói ăn cái gì cũng được chứ. Đừng ăn luôn, đói đừng ăn luôn bao ngoài á. Đặc trưng của cái mắm này là nó chua. Thịt nhiều chứ nó không có mặn giống như mắm trên mình. Dạ. Mắm này là chủ yếu là người ta làm không biết sao không, người ta làm là để ăn sống với ta chưng. Dạ. Mắm này con xé ăn trộn đủ á, sống là thầy luôn. Dạ. Không cần phải nặng chanh ha. Ừ, thịt ba gọi cái đầu xe ruột chính xác vô
mình làm sợ nó không đẹp lắm, chứ nãy để đại thì khỏi rồi, xương nó mềm à. Rồi nãy mình có thử để tỏi với xả này, giờ mình để thịt chưa, tỏi xả vàng này. Bữa nay chú nấu con thấy là có rất là nhiều khán giả quan sát nha. Ngồi ăn không được luôn á. Mình cắt thêm dĩa cho leo luôn nha. Dạ. Cái về nó còn đi mua xăng nha, mà một khi nó bè. Mời nó đi, mời đi cắm đi ấy cá nó kìa. Hồi nãy là cái phần thịt nó còn nhiều, cho nên là chú Sáu có gấp chừa lại. Buổi chiều là giờ cao điểm của mọi người chạy ra biển để đi đăng nha cả nhà, cho nên là ghe máy chạy hơi nhiều. Phía trước thì cả nhà thấy là mình đi thẳng ra đó là cửa biển Hốc Năng. Ba cái cà với ba cái mũ quà vô luôn. Anh Hoàng sẽ bày trí giao ra dĩa. Hôm nay chủ yếu là cái cộng năng bộp nè, mình phải thưởng thức cho đã đời một bữa ha. Cái này mình ruộng ruộng vô, nhúng vô miếng mắm cái cắn cái cào. Dạ. Trước giờ là anh Hoàng ăn chưa? Có ăn rồi mà lâu, thời gian lâu lắm rồi. Dạ. Lúc trước anh còn đi ghe ở Bạc Liêu á. Dạ. Gần gần đây mới có ăn thôi, chứ dạ, mình đâu có biết ăn đâu. Dạ. Này có nhiều ở Bạc Liêu, Cà Mau. Ừ. Hết sức cho chảo mắm hả? Giờ thấy cá không à? Chả là quá chảo rồi. Ở trong cái xô này là cá kèo nha cả nhà. Con này giống như là con bột, con giống vậy đó. Nãy chú Sáu nói loại này là hiện tại bây giờ cỡ 5-6 triệu một ký hả Dũng? Mình đặt tầm bao lâu mới được nhiêu đây em? Sáng chiều. Sáng tới chiều. Biết nào đừng ký trời. Đâu, nhiều lắm à. Ký nhiều. Người ta bự không ký được chứ. Được bớt. Hai đen. Không, cái này bán con giống hả chú Năm? Cái đen cũng bự như chút mà. Cái này mình làm phải kỹ mới được. Từ bên đây mình phải chuyển qua đây để cho nó thở oxy nè. Không, cá nào? Kìa đó. Đâu có mà. Bóp được. Vậy đó hả? Nhà mình là có tổng cộng bao nhiêu cái đáy như vậy Vũ? Dạ, 2 cái. 2 cái? Dạ. Sao mình không làm nhiều nhiều á? 2 cái anh, làm nhiều không nổi. Làm không nổi hả? Gì mà biết nhà mình đứng ký con? Ký nhiều lắm. Phải như lúc trước chúng giá cỡ 15-16 triệu một ký mình cũng đỡ khổ. Tính trung bình như vậy là mình hai cái đáy của mình đi thăm một ngày như vậy mình thăm được mấy trăm gram ha. Mấy? 100 mấy gram hả? Có ở ngoài biển ta đóng mới nhiều. Ừ. Biển ta đóng ký. À, thêm Vũ nói thì ở ngoài biển, gần cửa biển người ta đóng mới nhiều. Còn mình trong đây thì cái số lượng cá nó chạy vô đây ít rồi. Ừ. Ở ngoài biển người ta đóng có cá nhiều. Ừ. Nào, mình nghĩ đóng nó mới vô sông. Mấy bữa trời mưa làm sao? Dính không? Cá kèo này trời mưa mới trúng. Cái loại cá kèo thiên nhiên này thì cái xương của nó mềm như cái xương con cá chạch đồng vậy cả nhà. Cho nên là chút nữa ai ăn xương được là nhai luôn xương. Ai ăn không được con bắt ăn luôn nữa. Còn cái bụng của nó nghĩ chắc là nó hơi nhẫn nhẫn ha. Cái mặt nó đó. Dạ. Cái mặt nó hơi
nó cũng giống như cá chạch đồng chứ không? Hộp thử gì kêu nha. Mặc dù cái loại mắm ở dưới này nó khác ở trên mình, nhưng mà khi mà nấu lên vẫn ngửi ngửi được cái mùi đặc trưng của mắm ha. Thơm. Nãy chú Hai có nêm vừa em chưa? Không có nêm con. Chú Hai nấu chú Hai ít nêm lắm. Miễn lạc hay chấm nước mắm, còn mặn thì thôi khỏi chấm vậy đó. Nước thì chưa cắp. Bữa nay cũng có xuống dưới nhà của anh Năm, cũng có mắm kho với cá chiên, cũng mời cả nhà ăn cơm với mấy chú cháu ha. Rồi, xin mời cả nhà luôn. Mời cả nhà. Chú Hai khi mà chiên xong, chú Hai nói cái này là cá chiên về nha anh đây. Chiên về. Béo. Thì giống cái chạch nữa không? Ừ. Giống hay chỗ nào? Béo hơn cái chạch. Giống cái chạch nữa không? Béo hơn cái chạch. Chị Năm ngồi ăn luôn. Ồ, bà này này đã. Cho dữ nè. Chấm bút vô. Cái này nó ngọt. Cái này ăn chấm ngọt hơn, ngọt ngọt. Ngon. Nó giòn giòn, nó ngọt luôn. Thơm. Chế chưa ăn hả? Có ăn. Ít ăn phải không? Bữa nay em xuống mới có ăn được phải không? Cái con cá nè. So với con cá nuôi thì con cá này nó béo khô. Béo hơn nhiều. Nó chắc thịt hơn. Hồng mắm này kho ngon chứ. Chua 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 ngọt ngọt. Ngọt ngọt là do nãy chú Hai đi đường ạ. Chú Hai để đường mất nữa, mắm mình nữa. Mắm để đường nhiều, còn mắm này là ta để đường nhiều. À, khi mà chế làm là chế có để đường nữa hả? Có, chế mà mắm có đường nhiều, ngọt nữa gì đó. Ăn thua mình nêm vậy nhiều ngon à. Còn mắm là chuyện đâu có ngon đâu. Em nấu gì vừa ăn không? Dạ. Không vừa em đủ gì hết. Mình nói chơi mắm ngon cỡ nào ngon đi mà kho đâu có bằng thấm vô con cá ngay dưới miếng thịt đâu. Giờ mình ăn cơm lấy sức anh Hoàng. Tối nay mình đi bắt bà khía. Có làm cần bắt bà khía thì mình làm món thịt cơm được. Dạ. Quá này non nó giòn, nó gãy. Ngon quá. Giòn nó đã chấm được. Cái loại này nha, mình rửa ăn liền. Dạ. Yeah. Rửa để ngày mai là hương chanh. Cái loại nó mềm, mập. Gói chung với ba cái rau đắng á, nó không có gã nè, thấy không? Để
đây giờ cho cử ăn cao lắng á. Sao cử anh bà? Không biết nữa. Ta nói ăn bệnh gì đó. Cá mắm nhiều lắm á. Chú hai nói giống như là mình là chủ nhà vậy. Mình bà mắc cỡ mà không dám ăn. Ở đây chị Năm có khi nào làm món cá kèo nướng muối ớt cho anh Bền nhậu không? Ông nhậu ông từ làm mồi ha. Thế còn cá đấu này mình ăn còn cá đấu từ này riêng từ nữa ha. Kẹp keo rồi nó vô. Ngọt. Cái này ngon mà nó giòn quá, cái này bỏ vô nhai nhé. Nên ngốc quá, ăn không có được. Ngốc quá, nó ăn hết một bịch luôn. Ăn xong thì khỏi chấm. Cái cầm nó ăn lên chứ không. Cái này chỉ là mỡ. Cà mỡ ăn cũng ngon. Cái này bị nhúng lẩu á, đậu mắm á. Nhúng hả? Nó xèo thì nó đâu có giả. Nó giòn, nó đâu có vậy. Không có là mình lấy cái bếp ga nhỏ mình bắt lên cũng giống lẩu mắm rồi. Nhúng vô lụm. Lẩu mắm thì chú hai sẽ nấu cho nó lạt hơn chút xíu. Nãy giờ là chú Năm cảm thấy êm chưa chú Năm? Êm rồi đó. Chiên cái này sao nhai nó như nhai cái bánh vậy, nhai cốp cốp. Chiên giòn hả? Nhìn bánh hồng vậy đó hả? Anh Năm ăn cái con cá đấu này có giống cá linh mình chén không anh Năm? Giống. Không, chú hai để bển coi chừng con chó nó xử rồi nha. Chó xử mình nha. Cái đói này nè, nhỏ nhỏ mà kho như cá linh vậy đó. Kho ngon lắm, bảy nguyên dãy rồi vậy luôn. Kho nó mềm lên. Chị có ăn cái này không? Có chung với rau á. Nó là này nè. Kịp rồi. Chị có với rau kia kìa. Ta nói là ăn mắm hao cơm hên quầy. Mắm hao cơm mà hao ga, hao gao. Hao mắm nữa. Mỗi chén thôi. Ăn cái mùa lạnh. Mùa lạnh đi lên trên nhà bạn nó không biết có mua ở đâu nó đem gì à. Cái nó ăn năng, nó trời ơi trời năng rồi đó đây chứ, xíu của chú hai đó xíu năng. Mà đâu ăn cái này người ta cày là móc cái củ ăn không à. Đem này nó ăn nó trời ăn được, tự dùng nhúng ăn được, còn cái chiếc mà không gao nó ngon á. Kèo ăn ăn vậy có ba năng nội đồ cái người chê ba cái bình thúc nha.
nấu mắm này là mua bát ta. Cá lo mắm ăn nhé. Sao chế thấy đầu bếp cái bè xuống nấu ăn vừa miệng mình không? Ngon. Yeah. Vậy em để ổng ở đây luôn nha. Để trong đây nấu. Rồi hai đứa em là có gia đình hết là ở chung với mình đây luôn ha chế nào? Ở chung với mình đó chị. Dạ. Yeah. Nhớ hồi mình còn đi biển á, cứ giờ này là mình đem cá tôm về đây mình lựa, vui ha. Mưa gió quá đặt có. Dạ. Quên. Tới nửa tháng 2 có đặt con nào đó. Từ hồi tháng 2 tới giờ là nửa tháng ít ha. Ừ, đặt ít sạch, hồi tháng 2 tới giờ đặt có. Dạ. Cái như cũng như tại mưa dầm hay là sao chị? Gió không được hả? Gió, và nước lên. Cái trên em chỉnh dầm cũng đặt được, mà mưa cũng đặt được, ngoài ra nước cạn ghe em đi không được là em ở, em không đi thôi. Cũng ở chỗ này này các bạn ăn ngon quá. Ngon quá hả chú Hai? Đó mình hung dữ quá giờ ăn ăn đi mà ăn. Thái thơm. Thêm 6 là ăn cho no luôn nha. Mình đã chơi tới tối mới về đó. Từ đây bây giờ lợi nhà chú 6 có cái đường đan rồi. Mình chạy xe chắc khoảng chừng 2 phút tới ha, lúc trước đi bộ không à. Cái năm trước mình xuống đi bộ vẫn là đi bộ. Còn thì 2 ca khách 2 chiếc dép nữa. Mưa, đợt mưa. Thì có chiếc dép rồi đi được đâu mà bỏ dép. Còn mà đi chỉnh lên tới mắt cá nữa. Vậy mà cũng gán đi lại đằng anh Sáu nhậu đi bộ đi mua đồ mà đi xe.